Grooming Pet, một chương trình khởi nghiệp được các bạn trẻ thực hiện trong thời gian gần đây. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Teddy Dog Shop đã mang khóa đào tạo chăm sóc thú cưng về Việt Nam. Ưu điểm của khóa học này là chương trình đào tạo ngắn hạn, chú trọng vào thực hành. Các học viên có thể được làm việc trực tiếp với các thú cưng xinh xắn mỗi ngày và nguồn thu nhập tốt. Chỉ mất gần 3 tháng với khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, chuyên sâu về cách chăm sóc làm đẹp cho thú cưng. Sự khan hiếm của công việc này là lợi thế mà nhiều người trẻ quyết định lựa chọn để khởi nghiệp. Ngoài ra, Teddy Dog Shop còn tư vấn cách chăm sóc, điều trị và cung cấp các sản phẩm nuôi dưỡng thú cho khách hàng.